Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một cái combo của hãng Heplex. Thì em sẽ setup cho anh em. Những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 100 và em sẽ báo giá cho anh em. Rồi ok, thì một cái sạc này, anh em muốn lên 220 thì em sẽ lên miễn phí cho anh em. Anh em cắm điện 220 xài, còn không thì anh em cứ đỡ điện lưới của mình. Và giá một máy, một pin, một máy, một sạc thì giá là 3,8 triệu, giá bao rẻ nha anh em, và lên điện 220 luôn, bao rẻ 3,8 triệu, bao rẻ. Rồi ok, Heplex này nó đi từ Mỹ về, và em này nó là động cơ không chỗ than và 24V, 24V và động cơ không chỗ than, mã của nó là FX1351. Tốc độ từ 0 đến 3.400 vòng trên phút. Wow, cũng khá là ổn định ha anh em ha. Cũng lớn, và nó là 206 Newton. Cộng với pin, mấy pin sạc đây. Sạc lên 220 luôn cho anh em, và giá 3,8 triệu, giá bao rẻ nhất thị trường hiện nay. Rồi, em test cho anh em xem ha. Rồi, hàng này là hàng từ Mỹ về, và cái pin này nó có báo hở pin ở đây, màu xanh rất là đẹp ha anh em ha, và nó đang yếu pin. Rồi em sẽ lấy cái pin khác để em test cho anh em xem. Rồi, combo như thế này, bao gồm có máy pin sạc 3,8 triệu, lên điện 220 cho anh em. Rồi, em Tùng sẽ setup luôn cho anh em một cái combo mạnh nhất hãng luôn và lực nhất hiện nay, chưa có em nào lực bằng. Và một máy một pin 24V và một sạc. Sạc này lên 220 cho anh em luôn, và giá 4 triệu 9. Cái này là 3 triệu 8, này là 4 triệu 9, lên 220 luôn đợi cho anh em. Và em này cao nhất hãng luôn, mã của nó là Heplex FX1371. Thì tốc độ của nó là 1.900, 2.700 và 4.000 vòng trên phút. Em này rất là khủng luôn, nó là brushless và lực của nó là 282 Newton và nó siêu ngắn luôn. Đấy, mở lên. Rồi, Tùng sẽ test cho anh em. Đây là 5 cấp độ điều chỉnh tốc độ luôn nha anh em. 1, 2, 3. Rồi, lên. Với cái máy vịnh vít mà lên tới 282 Newton thì nó đủ khả năng đỡ mở ốc được xe hơi của anh em. Vít này đầu chuyển qua mở được xe hơi của anh em. Rồi, đây. Nó sản xuất năm 2021 và có chứng nhận UL 24V. Rồi, anh em quan tâm liên hệ 0962 232 100. Em Tùng, cảm ơn anh em. Rồi, em báo giá lại nha. Một máy, một pin, một sạc. Sạc 220, 4 triệu 9. Một máy, một pin, một sạc. Sạc lên 220. Giá của nó là 3 triệu 8. Cảm ơn anh em.